Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Cơm nhà là ngon nhất. Hôm nay mình sẽ lại giới thiệu món cá chim hấp sốt chanh muối. Đây là những nguyên liệu. Đầu tiên mình có một con cá chim. Con cá chim này khoảng 1 kg. Thì cá chim khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ nhìn cái cách phân biệt cá chim nó tươi. Thì thứ nhất chúng ta phải nhìn cái phía ngoài của nó rất là bóng bẩy, và khi nhấn vào cái thịt của nó sẽ có độ đàn hồi. Ngoài ra thì mình có cái chả cá mình quết, mình nhồi vào với bông kim châm để cùng hấp xong với cá chim. Ngoài ra mình sẽ làm một nước món, nước chấm rất là gần gũi với mọi người, đó là cũng như là những người mà thích mắm, đó là mắm cá thu, để mình cuốn bánh tráng, rau sống rồi mình chấm với lại một cái sốt mắm cá thu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nhé. Chúng ta cắt chanh muối ra, chúng ta bỏ hộp. Cái ruột chúng ta sẽ xay các bạn. Với lượng chanh muối thì chúng ta sẽ cho 2 muỗng canh đường. Chúng ta cho 1/2 muỗng bột nêm. Chúng ta phải cho khoảng 50ml nước. Rồi khi nước chanh muối chúng ta đã xay xong, chúng ta lược qua. Chúng ta cho vỏ chanh muối vào. Vậy là chúng ta có cái phần sốt chanh muối. Bước tiếp theo chúng ta sẽ quét chả cá. Chúng ta cho vào đây 200g chả cá, 50g hành tím, 30g tỏi, bột nêm thôi, và tiêu. Chúng ta cho thêm hành lá vào, phần tư muỗng cà phê nước mắm vô, rồi bắt đầu chúng ta quết các bạn. Chúng ta quết chả cá cho đến khi nào mà chúng ta thấy cái tay chúng ta nặng là chả cá chúng ta bắt đầu nó dai. Nó nhồi vào bông kim châm hơn. Bây giờ chúng ta sẽ ướp cá, sau đó chúng ta cho vào hấp. Chúng ta cứa 2 lần thôi. Chúng ta nhét vào cá, bụng cá. Và bít đầu hành nãy chúng ta đã cắt khúc. Sau đó chúng ta rưới sốt chanh muối chúng ta đã làm. Sau đó chúng ta cho những cái bông bí nhồi thác lát. Chúng ta cắt bít đầu hành lá lên. Giảm ít tiêu xay, cho một ít nước vào. Vậy là bây giờ chúng ta có thể mang đi hấp. Với con cá này chúng ta hấp khoảng từ 15 đến 20 phút. Sốt chấm cá thu thì chúng ta cần có ớt hiểm đỏ, ớt xiêm, chúng ta có tỏi, gừng. Chúng ta cho vào đây 2 muỗng đường, 2 muỗng canh đường. Chúng ta quậy đều. Vậy là món cá hấp chanh muối đã hoàn thành. Món này chúng ta có thể để trên một cái bếp than hay vào một bếp ga nhỏ lửa, và chúng ta có thể thưởng thức nó cùng với bánh tráng, rau sống. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một cái nước mắm chua ngọt mà chúng ta vẫn thường làm ở nhà. Còn chần chừ gì nữa, mời mọi người thưởng thức.